sẽ giải cho mọi người cái câu là 351 cho đến câu 300 400 ha. 351번 문제입니다. 이것들의 맛은 어떻습니까? 1번 답니다. 2번 십니다. 3번 짭니다. 4번 씁니다. Nên là ngọt, chua, mặn và đắng. Chua ở đây có nghĩa là giấm đó nha mọi người. Giấm ăn. Đây là nhân vị của nó là gì? Shida, chua ha. Câu 352 nè. 352번 문제입니다. 이것들의 맛은 어떻습니까? 1번 답니다. 2번 십니다. 3번 짭니다. 4번 씁니다. 맛, chua, mặn, đắng. Này là giả cà thuốc mà. Cà phê là cà phê. Này có vị đắng ha, chanh gì cả. Câu 353 nào. 353번 문제입니다. 연필이 어때요? 1번 아주 많아요. 2번 아주 비싸요. 3번 아주 얇아요. 4번 아주 짧아요. là gì? Nhiều này, đắt này, mỏng này, ngắn này. Mình chọn đáp án là gì? À thứ trái vào ngắn. Câu 354 nè. 354번 문제입니다. 교통이 어떻습니까? 1번 바쁩니다. 2번 비쌉니다. 3번 한가합니다. 4번 복잡합니다. 정답은 복잡합니다. 복잡. 이거 355가. 355번 문제입니다. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 1번 건강한 것 같아요. 2번 배고픈 것 같아요. 3번 배부른 것 같아요. 4번 피곤한 것 같아요. người này có vẻ như thế nào?355번 문제입니다. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 1번 건강한 것 같아요. 2번 배고픈 것 같아요. 3번 배부른 것 같아요. 4번 피곤한 것 같아요.
왜? 왜만? có vẻ đói, có vẻ mệt và có vẻ no. Chắc đáp án ba ha. Câu 356 nè.356번 문제입니다. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 1번, 기쁜 것 같아요. 2번, 아픈 것 같아요. 3번, 힘든 것 같아요. 4번, 즐거운 것 같아요. 라고 하면은 356번 문제입니다. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 1번, 기쁜 것 같아요. 2번, 아픈 것 같아요. 3번, 힘든 것 같아요. 4번, 즐거운 것 같아요. 356번 문제입니다. 이 사람은 지금 어떤 것 같아요? 1번, 기쁜 것 같아요. 2번, 아픈 것 같아요. 3번, 힘든 것 같아요. 4번, 즐거운 것 같아요. Có vẻ vất vả ha. Câu 357 nè.357번 문제입니다. 이곳은 어떻습니까? 1번, 매우 깨끗합니다. 2번, 아주 위험합니다. 3번, 아주 조용합니다. 4번, 매우 복잡합니다. 357번 문제입니다. 이곳은 어떻습니까? 1번, 매우 깨끗합니다. 2번, 아주 위험합니다. 3번, 아주 조용합니다. 4번, 매우 복잡합니다. 357번 문제입니다. 이곳은 어떻습니까? 1번, 매우 깨끗합니다. 2번, 아주 위험합니다. 3번, 아주 조용합니다. 4번, 매우 복잡합니다. một còn sạch sẽ, hai là nguy hiểm, thứ ba là yên tĩnh, thứ bốn là phức tạp. Chúng ta chọn cái gì à? Nguy hiểm mà. Số 2. Câu 358 nè. 358번 문제입니다. 이곳은 어때요? 1번, 아주 깨끗해요. 2번, 아주 조용해요.
3번. 너무 시끄러워요. 4번. 너무 지저분해요. Đây là sạch sẽ nè. Đây là yên tĩnh nè. Đây là ồn ào nè. Đây là bẩn nè. Ha. Chúng ta chọn đáp án số 3. Rất là ồn ào. Quá ồn ào. Câu 359 nè. 359번 문제입니다. 이곳은 어때요? 1번. 아주 넓어요. 2번. 아주 좁아요. 3번. 아주 깨끗해요. 4번. 아주 더러워요. 359번 문제입니다. 이곳은 어때요? 1번. 아주 넓어요. 2번. 아주 좁아요. 3번. 아주 깨끗해요. 4번. 아주 더러워요. Câu 4 à, rất là dơ. Dơ bẩn đó, rất bẩn. Đó câu 4 à. Câu 360 nè. 360번 문제입니다. 이 사람은 어떤 것 같습니까? 1번. 약속 시간에 늦은 것 같습니다. 2번. 일을 많이 해서 힘든 것 같습니다. 3번. 다른 사람에게 친절한 것 같습니다. 4번. 일을 하기가 재미있는 것 같습니다. 360번 문제입니다. 이 사람은 어떤 것 같습니까? 1번. 약속 시간에 늦은 것 같습니다. 2번. 일을 많이 해서 힘든 것 같습니다. 3번. 다른 사람에게 친절한 것 같습니다. 4번. 일을 하기가 재미있는 것 같습니다. Rồi, cái này là có vẻ dường như là trễ cuộc hẹn. Câu số 2 là Yidu Mani Heso vì làm việc nhiều nên có vẻ là vất vả. Câu số 3 là Thả Rinh Saramante đối với người khác thì sao? Có vẻ là thân thiện, xin cho đang có cách xin người ta. Câu số 4 là Yidu Hakika, cái việc làm việc thì sao? Có vẻ thú vị, vậy thì mình chọn đáp án 1 ha. Có vẻ là gì? Trễ cuộc hẹn. Câu từ câu 361 đến câu 480 thì hỏi về thời gian nhiều ha. Thì mình sẽ tập trung hai câu vô một nhé.
네, 그거 하나. 361번 문제입니다. 몇 시에 일어납니까? 6시에 일어납니다. 야, 이거 lúc mấy giờ? là lúc giờ xuất si là gì? 6 giờ. 6시에 일어납니다 là gì? Thức dậy vào lúc 6 giờ. Và 6 giờ là đáp án số 3 ha. Câu 362 nè. 362번 문제입니다. 지금은 12시 20분입니다. Bây giờ là 12 giờ 30 à 20 phút. 12 giờ 20 phút, chọn đáp án 4 ha. Câu 363 nè. 364번 문제입니다. 지금은 5시 10분입니다. Để mình đọc câu 363 trước nhé. Giờ tôi si입니다. Giờ tôi si. Giờ tôi là gì ạ? Số 8 ha. Giờ tôi si là 8 giờ. Chọn đáp án 3 ha. Câu 364 nè. Nghe nè. 364번 문제입니다. 지금은 5시 10분입니다. 5 giờ 10 phút, 10분 là 10 phút ha. Bây giờ là 5 giờ 10 phút. 5 giờ 10 phút. Chọn đáp án 2 nè. Câu 365 nè. 365번 문제입니다. 점심을 몇 시에 먹어요? 1시에 먹어요. Ăn trưa. Vào lúc mấy giờ? Hàn chị em một coi là vào lúc 1 giờ. Chúng ta chọn đáp án là gì ạ? Câu số 1 ha. Nghe câu 366 nè. 366번 문제입니다. 몇 시에 친구를 만나요? 3시에 만나요. �ặp bạn vào lúc mấy giờ? Gặp vào lúc 3 giờ ha. Ba giờ, chọn câu số 2 ha. Câu 367 nè. 367번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 11시 40분이에요. Bây giờ là mấy giờ? Chỉ금 là bây giờ. Mệt là mấy ha? Bây giờ là mấy giờ? Giờ ran si. Giờ ran là 11 ha. Sa si pun là 40 phút. Sa si pun e là 11 giờ 40 phút. 11 giờ 40 phút. Chọn đáp án 4 ha. Câu 368 nè. 368번 문제입니다. 날마다 7시에 일어납니다. 날마다 là mỗi ngày. 일어나다 là thức dậy. Thức dậy vào lúc mấy giờ? 7 giờ. 7시. 7 giờ. Vào lúc 7 giờ. Dùng giới tính E ha. 7 giờ. Chúng ta chọn câu số 2 ha. 369. 369번 문제입니다. 내일 10시에 친구를 만나려고 합니다. 내일 là ngày mai. 10시 là 10 giờ. Manata là gặp. Động từ cộng rô của Hana như ta định. Định gặp bạn vào lúc 10 giờ. 10 giờ là mình chọn đáp án 3 ha. Rồi.
370번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 3시 30분이에요. 3시 là mấy giờ? 3 giờ để mình dịch là 3시 30분 là 30 phút. Đi về giờ là 30 phút, 3 giờ 30 phút. 1 ha. 371. 371번 문제입니다. 9시입니다. Là 9 giờ. Chứ chính là 9시. Chứ chính là 9 giờ. Chọn câu 3. Câu 372. 372번 문제입니다. 몇 시에 친구를 만나기로 했어요? 6시 30분에 만나기로 했습니다. Động từ manada đây là gặp. Động từ cộng kiro hata là quyết định. Quyết định gặp bạn vào lúc mấy giờ? Quyết định gặp vào lúc 6 giờ là do sớt si. Sam xích buồn. 6 giờ 30 phút. Câu số 2 ha. 373 nè. 373번 문제입니다. 영화가 몇 시에 시작해요? 4시 10분에 시작합니다. 뭐 phim. Shizakara là bắt đầu. Bắt đầu vào lúc mấy giờ? Nesi 4 giờ. Sipun 10 phút. Ê, vào thời gian nào đó Shizakamita là gì? Bắt đầu. Bắt đầu vào lúc 4 giờ 10 phút. 4 giờ 10. 734. 374번 문제입니다. 지금은 5시입니다. �ây giờ là 5 giờ. Chọn đáp án 3 ha. Câu 375 nè. 375번 문제입니다. 지금은 12시 30분입니다. Bây giờ là 12 giờ. 12시 30분. 30 phút. 3 giờ là 12 giờ 30 phút. Chọn câu số 4 ha. Câu 376 nè. 376번 문제입니다. 지금은 2시입니다. Bây giờ là 2 giờ. Chọn đáp án 2. Câu 377. 377번 문제입니다. 11시입니다. 11시 là 11. 11 giờ là 11 giờ. Câu 378. 378번 문제입니다. 2시 30분입니다. 2 giờ 30 phút. Chọn câu 1 ha. Câu 379. 379번 문제입니다. 2시 40분입니다. 2시 40분. 2 giờ 40 phút.
Câu này hả? Câu 380. 380번 문제입니다. 4시 20분입니다. 4시 20분. Câu số 3 hả? Câu 381. 381번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 12시입니다. 12시 là 12 giờ. Câu 382. 382번 문제입니다. 지금 4시입니다. 4시 là 4 giờ hả? Chọn đáp án 4. Câu 383. 383번 문제입니다. 지금은 8시 45분입니다. 8시 là 8 giờ 45 là 45 phút. 45 là 45 분 là phút. 8 giờ 45 phút. Câu 384. 384번 문제입니다. 지금은 10시 25분입니다. 10시 là 10 giờ 25 분 là 25 phút. Thường thì người ta sẽ đọc nối cho nó là 25 ha. 25 phút. 10 giờ 25 phút. Câu số 3 ha. Câu 385. 385번 문제입니다. 지금은 12시 40분입니다. 12 giờ 40 phút. Ha. 12 giờ 40. Câu số 4. 386번 문제입니다. 지금은 5시 50분입니다. Bây giờ là ta sẽ xì 50 phút, 5 giờ 50 phút. Chẳng có 1 ha. Câu 387. 378번 문제입니다. 2시 30분입니다. 2시 3 10분입니다. Là 2 giờ 30 phút. Tu si 30 phút. Rồi, có vẻ là cái phần nghe này bị bỏ lộn vào rồi. Đợi mình chút ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc và giải thích cái câu ở trên này để chọn đáp án nha. Uri Samusi Sarantul là gì? Mọi người ở văn phòng chúng tôi. Uri là đây chúng tôi là sở hữu cách này. Mọi người trong văn phòng của chúng tôi thì Mutu là tất cả. Do tôi si ban là 8 giờ. Mình phải viết như sau. Do tôi si. Ban có nghĩa là bán là 30 phút đó, 8 giờ rưỡi đó. Sư Gân Hà này ta là đi làm. Đi làm vào lúc 8 giờ rưỡi. Vậy thì có 8 giờ rưỡi là gì? Giờ tôi si ban ha. Câu 388 nào. 388번 문제입니다. 지금은 4시 45분입니다. Bây giờ là 4 giờ 45 phút.
4:45. 전 câu 3. À, chưa đúng. 4:45 là chọn câu số 4 ha. Câu 389 nè. 389번 문제입니다. 지금은 1시 50분입니다. 1시 là 1 giờ nè. 50분 là 50 phút. Bây giờ là 1 giờ 50 phút. Câu số 2 ha. Câu 390. 390번 문제입니다. 지금은 1시 30분입니다. 1시 30 phút và 30 phút. Bây giờ là 1 giờ 30 phút. Chắc có số 2 ha. 391 ha. 391번 문제입니다. 비행기가 몇 시에 출발해요? 6시 15분에 출발해요. 마이마이 숙파 vào lúc mấy giờ? 6시 15분. 출발 là xuất phát. Xuất phát vào lúc 6 giờ 15 phút. Câu số 3 ha. Câu 392. 392번 문제입니다. 지금은 3시 35분입니다. 3시 là 3 giờ. 35 là 35 phút ha. 분. Là 3 giờ 35 phút. Chọn câu số 1 ha. Câu 393 nè. 393번 문제입니다. 실례지만 지금 몇 시예요? 7시 50분이에요. Xin lỗi nhưng mà xin lỗi xin thất lễ ha. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ ạ? 7시 7 giờ. 50분. 50 phút. 7 giờ 50 phút. Câu 394. 394번 문제입니다. 지금은 10시 5분이에요. 10시 5분. 이게요, là bây giờ là 10 giờ 5 phút. Câu số 3 ha. 395. 395번 문제입니다. 지금은 9시 반입니다. 9시 반 là 3 bán 9 giờ rưỡi. 9 bây giờ là 9 giờ rưỡi. Nè. 396번 문제입니다. 3시 20분입니다. 3 giờ 20 phút. 3 giờ 20 phút cho nó bán 3 ha. Câu 397. 397번 문제입니다. 6시 20분입니다. 6 giờ 20 phút.
6 giờ 20 phút chọn câu 2. 398 nè. 398번 문제입니다. 2시 10분입니다. 10분. 2시 10분 là mấy? 2 giờ 10 phút. Chọn câu 2 nha. Câu 399. 399번 문제입니다. 11시 25분입니다. 11시 25분입니다. 11시 25분. 전화 방목 하. 거 400 나. 400번 문제입니다. 5시 20분입니다. 5시 20분. 20분입니다. 5시 20분. 5시 20분. Chọn câu này ha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Chúc mọi người học tốt.